cuối tuần nó đông lắm các bác ạ. Hoa chiếu cả gia đình đi chơi chợ. Hoa đông lắm. Đi bộ ở một chỗ bác đi theo một đoạn cái đoạn giữa chợ rất là nhiều cái gian hàng hoa và những cái cây trang trí văn phòng. Còn mấy đông lắm, tấp nập lắm. Đúng là cái miền đất hứa. Thì tôi chỉ tìm đến những cái gian hàng mà bán cây cảnh hoa chai thôi. Chú hoa này thì nó nhiều lắm, chứ không chỉ chợ, chứ không chỉ riêng hoa chai đâu, mà những cây trang trí này nhiều hơn. Nhà này có cái đôi cùng một hoành ghê gớm. Sang chỗ không nhạn luôn nha. Toàn hàng đẹp nha. Và 4 cây hôm trước ra đi cây nào chưa? Nhiều người hỏi lắm nhưng mà chưa đi được. Cây đẹp phải giữ giá. Chuyên mai. Chật quá này, chợ đông quá, không có chỗ mà đứng. Cây này cháy nặng quá nhỉ, rộng rộng ghê đấy. Ở cây đầu làng luôn, có lẽ phải đứng sang bên kia, đứng sang bên kia cái đó. Tiếc là đi cháy quá, chứ cây này mà làm cái bóng rộng thì đẹp được. Cháy quá, để chơi bông chơi tán chơi bóng này đi. Thương cây này được rồi. Thằng này ông chỉ khúc giả 3,5 triệu không bằng chủ khúc à? Hai cái này 7 triệu. Nó cắt đây này, cắt đây là nó khoét gấp cái bèo đây để cho nó đẹp phù này. Đấy được, đấy là ý tưởng người ta. Đấy, nào cắt bỏ thế này, làm một cái ý tưởng, cái đề cái màu không phải là đẹp. Đấy, cái đây này. Đấy, nó ra 7 triệu một đôi đấy. 7 triệu đôi này. Cái này nhìn nó cổ thụ. Cái này các bạn rẻ cho. Dạ. Cháu giờ đi xem nó dám mua cái gì đâu. Thích lắm. Không dám mua cái gì đâu. Cho vào cái chậu mỏng hơn thôi, cái điểm nó thay cái kiểu chậu khác, cái kích thước nó vẫn tầm này thôi. Cái cây thì nhấc được bán. Tại sao vào nhà mua người ta không bán, người ta chưa thích bán, khổ như thế. Giá thị trường là bao nhiêu? 5 triệu. Khi người ta mà cái kia mặt này bóng rộng nghe, em biết lùa đục vào cái kia được. Khi người ta cần tiền rẻ, bóng rộng, cổ thụ.
đồ đục và xử lý tí. Khách hỏi giá và báo giá, khách qua thì quay lại cái quá trình. Để tí nữa quay lại xem có còn cái đấy không bác nhá, nếu mà có hết là đã giao lưu đi rồi. Bác à, cái lục vừng này. Dạ. Ông Tuấn đấy nhỉ? À, ông Tuấn á? Ừ. Ông vừa bảo để bày đất phỏng vấn. Tiền đâu mà lấy giờ? Tiền đâu mà lấy? Cây này nhiều tiền lắm không lấy được. Bình thường thì không nhiều tiền. Bao tiền đi ạ? Cho người ta. Thôi. Không dám nói. Cho không có. Không dám nói. Cả nhà rồi còn có mấy trăm nghìn ra ai dám nói là trả giá. Nhưng cái đẹp. Để ông đừng có phải để bày ra thì tôi vừa mua cây mấy chục triệu đằng kia mất rồi, vừa thấy đi về mất rồi. Cái này đẹp mà, hai thân được đấy, nhưng mà cho nói giá thì không dám nói rồi. Tôi phải cây của mình đâu. 450. Xin chào nghệ nhân đến từ nước ngoài. Cây chòi mòi đấy. Chòi mòi. À, bằng lăng tím à? Hay đấy nhỉ. Cây này có nhiều tiền không ạ? 150. Đây là còn cây cơm nguội này. Cây cơm nguội. Cơm nguội. Cơm nguội này bao tiền nhỉ? 1 triệu. Đấy. Đây có cây này 3 triệu. 300 triệu. Đấy. 30 triệu. Đây là cây Túc. Ok. Cây rất đẹp. Của nghệ nhân đến từ nước ngoài. Từ đất nước Cộng hòa Séc. Đấy, Cộng hòa Séc. Tên rất ấn tượng. Bố đắt hàng nhá. Vâng.